Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe dòng mountain bike. Đây là chiếc xe Mosso, cũng về rất nhiều lần tại cửa em với thương hiệu Mosso ấy rồi. Và model chiếc xe là Mosso 695 TB7. Các bác thể lên Google search thêm về chiếc xe này, được trang bị bộ group của Shimano DOZ, đủ đĩa trục dốc. Còn bây giờ em sẽ vào đánh giá chiếc xe. Với chiếc xe ô tô màu trắng xanh, em sẽ lướt qua hình thức chiếc xe này. Hình thức xe còn rất tốt các bác nhé. Trang bị được khung, được trang bị khung nhôm 1046, một khung nhôm siêu nhẹ, cao cấp hơn 6061 các bác nhé. Yên còn rất tốt các bác nhé. Trên khung xe có ghi là 7046 aluminum. Đây là một số tem logo của hãng. Này quay rất đẹp luôn. Phía đằng sau các bác thể nhìn thấy là bộ phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Bên này là 10 tầng lip. 10 tầng lip và củ đè của Shimano DOZ. Thông số vành và lốp là 26. 26 x 1,95. Nó thông dụng của dòng xe địa hình. Bây giờ đi vòng. Máy ợ. Và đùi đĩa trục rỗng. Xe được trang bị bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano DOZ với 10 tốc độ và 3 tốc độ bên đĩa, bên bấm đĩa các bác nhé. Cho xe 30 tốc độ các bác thay đổi. Và phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Đây là bộ giảm xóc của xe. CST là bộ lốp chiếc xe này. Lốp gai còn rất mới các bác nhé. Bộ lốp này đi còn được rất là lâu nữa. Gạt đĩa của Shimano DOZ. Còn bây giờ mình sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Giá về size. Xe có size đứng là 44 các bác nhé. Ngang là 52. 1m6 đến 1m7 như vừa chiếc xe này. Và bây giờ là chuyển động với 10 tầng lip. Củ đề của Shimano DOZ. Lên lip. Xuống lip.
thì nó rất tốt đâu nhé. Bên tay phải bộ đùi đĩa 3 tầng, đùi đĩa trục rỗng, giá đĩa của DOG. Lên đĩa. Còn chuyển động rất là tốt. Còn xe thương hiệu Mosso về rất nhiều tại cửa em rồi. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Mosso 695 TB7, một dòng xe mountain bike được trang bị group của Shimano DOG và đùi đĩa trục rỗng. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 8,3 triệu, miễn phí ship toàn quốc, đối với những bác chuyển hết tiền vào bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709943 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại của em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.